Buổi chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu nhà phố thang máy tại trục đường Phan Xích thuộc phường 14 quận Gò Vấp, nằm ngay cổng của siêu thị MX2 đang xây dựng, chắc khoảng tầm 6 tháng là sẽ đi vào hoạt động nha. Siêu thị MX2 lớn nhất quận Gò Vấp nha quý vị. Một căn nhà với diện tích ngang 4m2, sâu vào 12m, xây dựng hết đất, có thang máy 450kg nhập khẩu, full nội thất cả tỷ đồng, nội thất cao cấp xịn sò, một trệt, một lửng và 4 lầu. Nhà mình thì toàn bộ sử dụng phòng master, mỗi lầu mỗi phòng. Nhà sẽ có 3 phòng ngủ lớn nha quý vị. Chúng ta sẽ có 4 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng phía trước. Một căn nhà rất đẹp, hướng chính là hướng đông nam, và đang được chủ nhà chào giá bán chỉ có 7 tỷ 950 triệu đồng thôi. Giá vô cùng rẻ nha quý vị. Một căn nhà nằm trong khu đồng bộ lên tới 50 căn. Đường một xẹt của trục đường chính Phan Xích, đường rộng 8m. 3 xe hơi tránh nhau, hẻm một xẹt, thuận tiện chúng ta làm văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán mỹ phẩm online. Anh chị mua cho thuê cũng được. Vị trí rất là đẹp nha. Nằm hẻm phía ngoài đầu khu, bên hông siêu thị luôn. Di chuyển ra cổng có khoảng tầm 5-60m thôi. Đấy. Con đường rất là đẹp, khu đồng bộ cực kỳ VIP nha. Căn nhà hướng đông nam, giá rẻ chỉ có 7 tỷ 950 thôi. Một căn nhà rất là đẹp, rất là đẳng cấp, rất là xịn sò, xây dựng hết đất. Xây theo mẫu bán cổ điển nha, có thang máy 450, thang máy nhập khẩu. Chúng ta sẽ được thiết kế hai lớp cửa, một lớp cửa cổng 4 cánh phía bên ngoài, bên trong có cửa nhôm Simfa 4 cánh luôn. Trong đây sẽ là khu vực phòng khách và gara ô tô. Anh chị làm phòng khách phía bên trong, gara ô tô phía bên ngoài. Cầu thang thì được đưa về cuối nhà và áp sát vào tường đi từ trong ra. Có thang máy, thiết kế rất là hợp lý nha. Căn nhà này thì sẽ có vị trí hai mặt tiền đường trước sau, có cửa sổ sau rất là thoáng luôn. Mặt tiền đường sau cũng rộng tới tầm 10m. Một căn nhà giá rẻ chỉ có 7 tỷ 950, thương lượng mạnh thôi nha quý vị. Anh chị quan tâm chúng ta hãy alo ngay trực tiếp về tới nhà đất Bắc Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để được thương lượng giá tốt nhất, giá hợp lý nhất nha. Đấy, căn nhà có thang máy, giá cực kỳ hợp lý luôn nha quý vị. Và chúng ta cùng em di chuyển vào khu vực phía bên trong. Toàn bộ sử dụng gạch 80, gạch Ấn Độ, và hai bên tường thì ốp gạch cao lên đụng trần luôn. Sử dụng đèn pha lê, đèn chùm pha lê rất là xịn sò, nguy nga. Nội thất của An Cường cực kỳ là đẳng cấp luôn. Tặng sofa, kệ tivi, tivi 65 inch, màn hình lớn, xem bóng đá, Vivu. Và phía trong thì có thang máy 450kg, có cửa sổ ra đằng sau. Hai mặt tiền trước sau nha quý vị, rất là thoáng. Đây, căn nhà rất đẹp, rất nguy nga tráng lệ. Full nội thất cả tỷ đồng. Và toàn bộ là phòng master, do vậy phòng rất là rộng. Cùng em vào thang máy nha. Cầu thang thì được ốp đá hoa cương sa mạc, tay vịn gỗ gò đỏ, sử dụng lan can là sắt đặc sơn trắng nha quý vị. Mẫu nhà bán cổ điển có thang máy, giá rẻ, rất hợp lý cho những anh chị nào đang muốn sở hữu một căn nhà thang máy giá tầm trung, tầm rẻ. Thì chúng ta hãy đến với khu nhà này, khu nhà đồng bộ rất là đẹp, đường to, đường tới 8m, xe hơi đậu trước cửa nhà. Thang máy 450kg dát vàng và sẽ di chuyển lên tới lầu 5 luôn. Đây, cùng em di chuyển lên phía trên nha. Thang máy 6-30kg chứ, 8 người đi, thang máy Juicy nha quý vị. Loại thang máy này rất là xịn nha. Đấy, thang máy 8 người đi 6-30kg chứ phải 4-50kg đâu. Juicy 8 người đi, thang máy này cực kỳ xịn sò luôn. 6-30kg đấy, đi được thoải mái. Tầng lửng thì sẽ có nhà vệ sinh và sẽ được ốp sàn gạch Ấn Độ, gạch 1m260. Tủ bếp của An Cường đóng tới nóc luôn, có tặng lại một cái tủ lạnh hai cánh sáp. Bếp điện tử, máy hút mùi và sử dụng đèn chùm pha lê hai cái luôn này, một cái tầng lửng bếp và một cái thả xuống phía dưới. Rất đẹp, rất là đẳng cấp nha. Có máy lạnh ở khu vực tầng lửng này luôn. Đấy, những anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà thang máy giá rẻ hơn 7 tỷ hãy alo ngay trực tiếp về tới em Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi tham quan ngay căn nhà này. Căn nhà rất là đẹp. Khu nhà mình thì cũng đã bán gần hết rồi, chỉ còn một vài căn thôi. Ngang 4m2, sâu vào 12m nha anh chị, xây dựng hết đất. Hai mặt tiền trước sau. Đây, chúng ta cùng em di chuyển lên phía bên trên. Đây, ở lưng này có toilet luôn nha. Gạch ốp cao lên đụng trần, toilet rất là xịn, bồn cầu khối. Có cửa sổ ra đằng sau. Tiến lên trên thì phòng master, phòng rất là to nha mọi người.
mỗi lầu mỗi phòng. Dưới thì được ốp sàn gạch giá gỗ khổ lớn, bố trí giường 2m kèm với tủ quần áo, kệ tivi đóng tới nóc, dụng gỗ An Cường full acrylic rất là đẹp. Đây, máy lạnh đầy đủ hết luôn, phòng ngủ rất là rộng, nội thất cực kỳ xịn sò nhá. Anh chị nào có nhu cầu mua hãy alo ngay trực tiếp về Tem Hưng đi, alo ngay và luôn nhá. Xây dựng hết đất, không có ban công, đi ra được có một tí thôi, cửa lùa nhôm sinh pha, rèm cửa phun hết luôn, anh chị chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Căn nhà rất là đẹp, quá đẹp luôn, giá bán chỉ có 7 tỷ 950 triệu đồng, vẫn còn thương lượng, vẫn còn bớt thoải mái. Đặc biệt căn nhà mình có thang máy Juicy 630 kg nhá. Toilet nhà này cũng rất là to. Đây, toilet rất là to nha. Đây, bồn cầu khối quả trứng inox này, gạch ốp rất là đẹp luôn, có vách tam kính, vòi inox 304. Khá là xịn, nội thất nhà này rất là xịn nha. Cửa sổ đằng sau. Và di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 2, phòng số 2 nha anh chị. Mỗi lầu mỗi phòng. Phòng ngủ rất là to luôn. Đây, nội thất xịn sò người Nga. Giường 2m nệm. Tủ quần áo, kệ tivi có hết luôn. Anh chị nào đang có nhu cầu mua hãy alo ngay đi. Alo ngay nha. Chú thì cũng đang rất là kẹt, cần bán gấp, xả gấp. Giá nào cũng bán. Đây, căn nhà thang máy rất là đẹp nha quý vị. Nội thất cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn. Đèn trần cũng sử dụng đèn dọi, đèn sáng mờ rất là đẹp luôn, ánh sáng dọi xuống sàn, không sáng trên trần nhiều. Hệ thống máy lạnh. Toilet được giấu đi. Đây, toilet giống như bên dưới thôi. Đấy. Và tiến lên phía trên, đây là khu vực lầu 3, phòng ngủ số 3 nha. Mọi người xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông, thả like ủng hộ em nha. Phòng này cũng rất là đẹp luôn, giống y như bên dưới nha. Khác mỗi cái ga thôi, khác mỗi cái ga giường thôi. Phòng nào cũng rộng, cũng thoáng. Và tiến lên khu vực trên cùng sẽ là khu vực phòng thờ, sân thượng phía trước. Toàn bộ trong nhà thì được sơn bóng nha chị, sơn nano rất là bền. Đây sẽ là khu vực phòng giặt, để máy giặt, phòng thờ cũng được. À, phòng thờ phía ngoài nha chị, phòng thờ phía ngoài đây. Đây trong là phòng giặt, ngoài là phòng thờ. Phía ngoài cùng này sẽ là khu vực sân thượng, trồng cây, phơi đồ. Thì chủ nhà đang chuẩn bị làm mái để bắn khung lên để làm phòng thờ cho chị rồi. Đây. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.